Thank you.
Chúng con cầu nguyện Chúa, chúng con.
Các anh chẳng hiểu gì
và có thể đối với nhiều người thất vọng trong thời gian đó, chính khi đó mà
nó cả cái buồn chuyện đó lắm nhiều cái khác nhau. Và chính lúc đó anh sẽ thấy nhờ Chúa, Đức Chúa Thánh Thể đã nuôi dưỡng chúng ta, cho dù chúng ta không đến nhà thờ tập trung tại đây được để cử hành thánh lễ như lòng chúng ta khao khát, nhưng mà ở tại các gia đình các gia cầu nguyện rồi sẽ tham gia chúng ta lễ trực tuyến, rồi người chúng ta cũng đã có hình thức này cách khác để chúng ta gia tăng một số đức tin. Chúng ta phải nói là chính Chúa Giêsu phục sinh ở trong gia đình các chị em hiện sự vô hình ở giữa chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Những lúc đó chính là nhờ Chúa, chính là Đức Chúa Thánh Thể, cho dù chúng ta chỉ là rất là thiêng liêng thôi, nhưng mà nhờ sự sáng thương như đó chúng ta đã lấy lại cái niềm tin, chúng ta đã tràn đầy sự hy vọng và lòng những người tin hữu đã ấm lên, đã sốt sắng lên. Chúng ta phải có cái kinh nghiệm đó, kinh nghiệm nội tâm, kinh nghiệm thiêng liêng suốt mấy tháng đã qua. Và đó là điều hết sức quý giá cho chúng ta. Và chúng ta tin rằng Chúa Giêsu phục sinh luôn luôn ở giữa chúng ta. Có thể chúng ta nghĩ tới vật chất tiền bạc, nhưng mà thật sự ra cái điều Chúa ban cho chúng ta còn hơn những cái vật chất tiền bạc. Cũng như những người khỏe ở tại đền thờ Jerusalem ngày xưa, chúng ta được nghe cho bài thứ nhất, anh ta chỉ mong muốn là thực hành ngày ngày sinh rồi được đồng nào về trước qua ngày đó ngày mai ngày sinh, anh ta cũng không nghĩ anh ta được khỏi bệnh. Một thánh sơ đô bên châu Á nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh đã đến cho anh ta một điều anh ta không ngờ, và cả nhân thực vật chất tôi không có, người chúng tôi có cái này thế này, tôi có cái này tôi cho anh này, nên danh của tôi phục sinh anh đúng là của mình. Cái chân đúng là điều mà chúng ta cho ra là lớn hơn cái điều mà càng mơ được. Chúng ta cũng vậy thôi, lẽ chúng ta mong muốn cái cuộc sống của mình giàu có vượt thịnh vượt đỉnh cao, nhưng mà thật sự ra chúng ta sẽ chắc chắn là sự tương đối của từng người đi xem cái cầu giáo
Ra quá người ta có kinh nghiệm gặp ở chỗ rồi, kinh nghiệm đôi khi nó
Thank you.
của người vợ đầu hết sức. Trước mặt Chúa, cha mẹ và người vợ đầu nhận lấy trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ và nâng đỡ đức tin cho con cái. Đây là nhiệm vụ hết sức cao quý vì người cộng tác với Chúa thánh thần trong việc thánh hóa một tâm hồn. Người vợ đầu đặt tay phải lên người con thiên nhiên, nhắc nhở họ phải đi hành trách nhiệm. Đây là một trọng trách nặng nề, khó khăn, vất vả, cần phải có ơn Chúa. Do đó, ngoài đời sống đúng mỏ, cha mẹ và người vợ đầu luôn cầu nguyện xin ơn Chúa xuống cho mình và cho con cái, cũng như tiếp tục trao dồi